Class chắc các bạn đã đang xem cái video hướng dẫn dạy grammar của cuốn sách cho số 2 và bài này là bài số 11. Tiêu điểm của bài grammar này có cái gì? Các bạn chăm sóc nha, điều chỉnh có cái gì đây? Tiêu đề của nó là used to. Chữ used to sử dụng như thế nào? Trong cái box này là những ví dụ và có 1, 2 và 3 và cái task. Và trên slide có gì? Trên slide xem nó sẽ có sau đây tên và slide đặt lại cái tên past perfect về trong quá khứ. Những cái ví dụ lấy từ trong sách này đưa lên còn kèm theo cái audio này. Test 1, test 2, test 3, test 3 là sách, nó là pair work. Và pair work này người ta yêu cầu dùng lại đi cái câu trong cái test 2 luôn. Vì vậy cho nên là trong cái test 2 này, cái phần pair work nằm ở dưới đây, theo như thông thường ta dạy thì nó chính là cái test 3. Vì vậy chúng ta nhìn thấy trong slide xong có cái task 3. Rồi, bây giờ ta sẽ dạy cái phần này đi sang. Today we are learning the way to express past habit. Các bạn nhìn tạm cái thói quen có trong quá khứ mà chúng ta không còn được. Để xem nghe. Past habit. Okay. Use this operator subject. Use to. Okay. Right. I said subject. Use to. Còn trước tôi làm từ. Sẽ có. Thank you.
tiếp dẫn tới to slide in. Đây là example you lên đây cho nghe cái audio này xong thì đâu có câu hỏi trả lời thì problem đây. Chỗ nào có câu hỏi thì chúng mình có thể đưa câu hỏi. For example, what kind of music did you usually like? Rồi, có cái test này đưa ra đề bài yêu cầu cho thời gian là cái đó là initial để mà được đáp án. Có đáp án rồi thì bắt đầu việc speaking bước một pronunciation tập cho việc đọc cái câu này như thế. Mà bước số hai problem gì vậy, nó có sẵn, nó là cái small conversation teacher class teacher camera. Grammar cho cái lecture Smart Choice 2 này và bài số